quạt, chứ sao tôi chịu chung thì không quạt. Cháu hỏi thăm tía. Mấy cái gì có cái chân thì tự đi lái chứ phải cái gì? Cháu hỏi đường lên trên đồn biên phòng Yên Thương với ạ. Ô bộ đội à? Đúng bộ đội mới về à? Đúng bộ đội với dân thì như cá với nước, ăn với dân, ngủ với dân. Nhưng đừng để hình ảnh chú bộ đội nhỏ vào lòng dân nhớ chưa? Bác cứ đùa cháu. À, thế thì bây giờ là ta chỉ cho nhắc nhở ở đây có hai cái đồn. Đồn trên thì to hơn, đồn dưới thì nhỏ hơn, quen đồn nào? Đồn nào cũng được bác. À, thì ta chỉ cho nhá. Cái đoạn mà cao cao đấy dạ. thì cũng đừng có lên, mà thấp thấp thì cũng đừng có xuống, mà cái đoạn mà quanh quanh thì cũng đừng có vòng. Thế cao không lên, thấp thì không xuống, mà quanh quanh không đi thì điên nào mà. Cứ thẳng mà đi thôi. Nhưng mà công nhận là lên cái đồn các cháu cái gì cũng có. Quả bầu, quả bí, quả nào cũng to mà dài. Cái quả ớt thì cứ chống lên trên trời thế này này. Mà nhất là cái quả cà của các cháu to hơn cả của Tùng Bác. Đúng là công nhận là lên cho nó vui thật đấy, trường lắm. Đúng là anh Trấn Thành. Wow, chúc mừng hai chị. Chị Việt Hương đã nở nụ cười ở giây cuối cùng. Và chúc mừng hai chị đã có giải thưởng là 2 triệu đồng. 60 giây bắt đầu. Chị Việt Hương, hôm nay em đến gặp chị là có một vấn đề quan trọng muốn nói với chị. Là xin chị hãy trả chung em lại cho em. Chung em là anh Lò Văn Thành. Xuống phố anh ấy đổi họ đi, anh ấy lấy tên là Trấn Thành. Đấy, từ ngày vợ chồng em lấy nhau đến nay công ăn việc làm thì không có, suốt ngày chỉ có ăn mới đẻ thôi. Đến nay là được 5 con quan, mà 5 đứa con nhà em là phải chịu cái tên theo đúng như cái hoàn cảnh gia đình. Đó là quanh năm túng thiếu nợ, còn quân nần thì chuẩn bị ra đời. Đấy, mà nói chung ai nghe cái tên quanh năm túng thiếu nợ nần là họ cũng biết là gia đình nhà em là gia đình có hộ nghèo bền vững. Đó. Vẫn đã sống được mà. Dễ thương, ở đâu ra cái từ hộ nghèo bền vững. 60 giây, bắt đầu. Việt Hương, chị nói cho em biết, nếu như em mà có một lần nữa mà lấn la về Trấn Thành của chị thì em phải nên biết rằng vì sao mà nước biển lại mặn em ý. Mà tôi hỏi anh Trấn Thành, chứ cái người phụ nữ đi hơn tôi chỗ mô. Người ta có đầy đủ một phần thì tôi ní cũng có, chứ tôi có thiểu cái chi mô đó. Anh đừng tưởng anh ăn chạm cho không biết ăn đem đi. Tôi ăn cũng nhiều hơn anh nghĩ đó. Chị có, chị được coi, chị được 20 triệu rồi. Diễn tiếp cho em nghe. Rồi sao? Tôi nói cho anh biết, một khi mà người đàn ông mà đã hư thì người phụ nữ là triệt tận gốc. Chứ mọi người phụ nữ mà đã hư thì đàn ông chỉ có bỏ tay thôi. Hiền với buộc chỉ không ai hiền với ma. Nếu như anh đã đụng đến cái lòng tự ái của tôi rồi thì là cũng có cả cũng phải gọi tôi bằng cù hì. Chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. 60 giây bắt đầu. Chào cô bé cột khăn đỏ, còn mình là cô bé buộc khăn đỏ. Ủa mà sao bụng cô bé to dữ vậy? À biết rồi, nuốt nguyên con sói đúng không? Ừ, ăn tham dữ nghe. Ủa con gì vậy ta? Con sói già. Mình đập chết con sói già. Ủa sao con sói già gì mà đẹp trai dữ vậy? Không phải con sói mà đây là con chim. Con chim này mà ăn no vô. Chị đang sở hữu chắc chắn là 40 triệu và một tấm vé vào đêm gala. Chị sẽ diễn 5 tiểu phẩm liên tiếp không được ngừng lại và chinh phục giải thưởng là 150 triệu. Nói nghe nè, bây giờ có 40 triệu, có đúng không? Đi vào vòng 100 triệu, nếu không được, hồi nãy Trấn Thành cho 10 triệu, em cho chị 10 triệu nữa, chị vẫn còn 20 triệu. Vô nè, nè 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 nè. Gì nữa không? Chị còn hỏi gì không? Còn nhiều, em nói chung là nhiều lắm. Mà hỏi ông chồng có chịu không? Trong 15 tiểu phẩm đấy đã diễn 3 rồi, bây giờ cái nào hay nhất lấy 100 triệu. Suy nghĩ đi.
Chị cứ dạ. thoải mái. Em nghĩ là có tiền đi máy bay rồi em sẽ chơi tiếp. Chơi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Ông Trấn Thành, hôm nay là có Việt Hương ở đây rồi nha. Tôi sẽ bóc mát của ông cho Việt Hương thấy luôn. Ông còn nhớ cái điện thoại này không? Ngày trước ông đến ông tán tôi, ông nói là ông tặng tôi cái điện thoại Samsung. Nhưng nó chỉ có chữ Sam thôi, chữ Trung thì không quản. Chữ Sam thôi, chữ Trung thì không quản. Vòng 1 bắt đầu. Bác Quán ơi, cho em hỏi thăm ấy, cái đường đi từ đây đến cái nhà thi thách thức danh hài có còn đông cây số nữa không? Trời ơi, đúng chết cha rồi, lần này là bị lừa rồi. Ô, chết cha rồi. Ai còn điện thoại đây? Alo, em là Lò Thị Phớn đây. À, thế anh ở đâu mà thấy được tôi? À thế à, tôi đang ở chương trình là thách thức danh hài mà đang đi tìm đường mà đi tìm thách thức danh hài và chả biết ở chỗ nào, xe ôm vẫn đưa ném mẹn xuống đây này. Thế là Trung à, với tình hình là mẹ bị lạc rồi, đến lấy mẹ về ngay đi nha. Bây giờ là đang ở chỗ cái cây cột điện ạ, mà có cái đèn xanh đèn đỏ đấy, đến lấy mẹ về ngay đi, không có là họ bắt mẹ đi sang vùng biên giới là bán mẹ là mất vợ luôn đấy nha. Đến ngay đi. Và trên này Trấn Thành đã cười và vượt qua vòng 1. Nè, trời ơi, tôi nói cho chị nghe, chị hơn đó, vòng này chị hơn đó nghe. Vòng 2 nha, tâm lý thoải mái và 60 giây bắt đầu. Ông Trấn Thành, từ ngày mà bố mẹ tôi là gả tôi cho ông, tôi là một con người lành lặn. Mà đến khi mà là tôi lấy ông về, tôi trở thành một con người tàn tật. Đấy, ông chở tôi đi cái quan xe máy đó, ông làm bằng mất 3 con răng của tôi, lại còn làm thoạt của tôi mỗi một chân nữa. Đây này, còn một chân nữa ông làm thoạt nốt đi. Đó, ông làm thoạt nốt của tôi đi. Tôi nói cho ông biết, ông tưởng à, tôi thấy ông đẻ trai bảnh bao, thông minh nhanh nhẹn, giàu sang vô quý, nên tôi là cũng muốn gửi gắm với ông mấy đứa con để ăn cũng thông minh giống như ông. Đấy, nhưng mà Việt Hương có biết không, trời ơi, cái thằng con trai đâu là chị ấy lại còn dốt kinh khủng luôn. Đấy, 3 năm lớp 1 còn chưa thoát được. Nó khổ muốn chết, đúng là chiều khi chị buồn chị muốn chết quách đi cho chồng. Nhưng vì mấy con lợn thì chị mau lớn quá nên chị chưa chết được em ạ. Cảm ơn bạn. Trời đất ơi, bà là chị ơi, con ngu thì bà cũng chết, nhưng vì mấy con lợn thì chưa chết được. Chị Dân, chị đã vượt qua được vòng 2 và hai danh hài đã cười ở dây. Cũng cuối cùng là còn 6 giây nữa là kết thúc thời gian. Chị Dân ơi, duyên rồi đấy, bắt đầu duyên lấy lại phong độ rồi đấy nha. 6 giây, nói chung là dần cố để dần lên. Dần có dần được để dần dần tiến tới gần chúng tôi. Tiếp tục đi chị Dân. Vòng 3, 60 giây cho chị Dân bắt đầu. Ông Trấn Thành, ông lấy tôi được mấy mặt quan rồi ông có biết không, mà ông dám dẫn Việt Hương đi sang tận Hàn Quốc để đi chơi. Ông trốn thôi, ông trốn, ông có đi đến tận Hàn Tráng tôi cũng đến đến nơi thì tôi tìm nó lấy ông về bằng được thì thôi. Đấy, ông muốn Hàn Quốc không? Nhìn đây này, nụ cô cháu Trấn Thành Upa là nên chứ khai lễ. Ồ, bay đi, bay đi. Ây gô, ây gô, có hiểu cái gì không mà cái mặt nhìn như thế? Hay thật đấy, không hiểu là phải rồi. Tôi đây cũng chả hiểu gì. Chúc mừng bạn. Trấn Thành đã cười và bạn vượt qua được vòng 3, vòng 4 và 60 giây bắt đầu. Anh Trấn Thành. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 4 vô cùng dễ dàng. Thảm hại, thảm hại. Diễn tặng tụi em đi. Chị đã thành công, diễn tặng tụi em đi. Ok luôn. Anh Trấn Thành,
Anh mới trai em có mấy tháng nay thôi mà nhìn cái con người anh trông hẹp lại rồi. Cái người cũng phai tợn lắm, mà nhìn cái mặt thì mọc nhiều mụn nhiều nhọt lắm. Hay là vì chính con ấy con nhái vào người rồi đấy. Em đã nói với anh rồi, nếu như muốn đi với con Vía thì phải đeo khẩu trang vào. Đấy, mà anh có biết cái bệnh ết bệnh nhái là lây qua con đường nào không? Em nói cho mày biết luôn nha. Cái bệnh ết là lây qua ba con đường. Con đường thứ nhất là con đường là đường máu. Con đường thứ hai là truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai. Còn con đường thứ ba, nói chung là hơi khó nói, nhưng mà vẫn phải nói để cho anh rút kinh nghiệm, để cho anh mà phòng trừ ấn. Đó là con đường tập thể dục. Trời ơi, bà duyên quá. Có ai mà nghĩ ra cái chuyện đó mà phải dùng từ tập thể dục. Trời ơi, xuất sắc, duyên dáng. Đây là một đóng góp rất to lớn cho y khoa của nhân loại. Chúc mừng chị. Cho đến thời điểm này chỉ có hai chữ dành cho chị thôi, đó là vi diệu. Chúng em ghen lắm đấy. Hôm tối hôm qua về lúc nào cũng nhắc Trấn Thành, nói là cứ nói đến Trấn Thành là như là mèo thấy mỡ. Em tức lên, em ca luôn một bài vòng cổ. Thần ơi, vậy là anh đã... Đừng đừng, thị phải thi. Bài vòng cổ cuối cùng phải để thi, đúng không? Không, em có bài thi riêng của em rồi. Trời ơi, nói chi cho bị mừng nhục vậy. Tôi lại không ca bài đó nữa, tôi ca bài khác. Rồi dập nữa. Rồi hát đi. Tôi lại ca cái bài là coi như là nói là chúng tôi là game nó Trấn Thành nha. Ừ. Tôi tức mình tôi làm luôn. Ông ơi, người ta nói lửa gần dâm thì một giây cùng bên. Thì tôi xin ông để cho tôi lân la với Trấn Thành một giây cho sáng khoái tâm. Người ta nói chồng người ta thì trắng trẻo đẹp trai, còn chồng mình thì nu cóc nu rùi đài chân. Cho nên tôi mới thích người ta. Tôi thấy ông xấu, ông xí nên tôi mới chẳng cần đến ông. Chị dễ thương quá. Giờ làm sao? Kêu ông nhường chị cho tôi đi. Hôm qua sáng nay em dậy em cũng mới sáng tác được một bài hát đấy chứ. Em định diễn nhưng mà em sợ không cười. Đi hát, nên... hát tặng được đúng không? Ok, tặng luôn. Trấn Thành, Việt Hương. Một hôm không gặp, tưởng tình đã cũ. Hôm nay sang thăm, tình lại mới tinh. Hương ơi, Thành ơi, tình này trao hết. Vẫn động trong tim, Trấn Thành, Việt Hương. Đấy. Em mới sáng tác sáng nay đấy. Lại thông minh. Này, bà vừa hát xong bà cứ như bổ vào mặt người ta đấy. Bà phải để cho Trấn Thành như thế này, Trấn Thành nó tận phút chót. Bà lại là thành tâm không bền vững. Quen mồm rồi. Quen quen gì? Chung ở nhà là hay là đi ra chợ buôn dưa lê. Đấy, chợ buôn dưa lê. Chợ buôn dưa lê. Một ngày là coi như là đi chợ phải là buổi sáng thì mất 2 tiếng. Nói chung là thì thỉnh thoảng cứ nói vui vui là bọn nó cứ đứng lại là nói chuyện vui là cho nó cười. Nó đứng lại là nửa ngày luôn đúng không? Đấy, hôm đi mua ăn sáng cho chúng em kể cho mọi người nghe. Thì chúng ở nhà là làm mệt muốn chết, đi 8 rưỡi mới về. Thế là buổi đời mua đồ ăn sáng về là tụt hết cả huyết áp rồi. Thế thì anh bảo là ăn đi, không có là lấy đuối. Thế là rửa tay vào chả thấy bánh ở đâu. Đem quên ở ngoài chợ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bà Tám mà bà quên luôn bất chấp tài sản, bỏ luôn cái bịch bánh ngoài chợ. Rồi chồng có làm gì không? Chồng có nói gì không? Không. Ngoài là cũng nói chung là cái kiểu của em như thế rồi. Em có nói thì cũng không bỏ được. Bực chấp.
Bây giờ nha, không khí nó đang nóng dần lên. Chị đang là tâm bão nha. Chị đi đâu là chị coi như là quét đến đấy nha. Vòng cuối cùng 150 triệu đang đợi chị. Chị yêu chị lắm. Chị đã vượt qua 4 vòng. Chúng em đã để sẵn cái bảng 150 triệu cho chị. Về Thanh Hóa cộng với 100 trước là 250 triệu. Cả một gia tài, có thể cả đời người họ không cầm được số tiền đó. Tụi em yêu chị, khán giả yêu chị, và ban tổ chức cũng nói với chúng tôi là một người xa xôi lặn lội đến như thế này, cho nên yêu chị rất nhiều, mở lòng rất nhiều để dành cho chị, để chị bước vào vòng 5. Với một điều kiện, trong tất cả tiểu phẩm của chị đã nghĩ ra, tiểu phẩm nào phải cực kỳ thông minh. Vì hai người chúng tôi được đặt cách ngồi đây không phải chuyện dễ dàng để chị lấy 150 triệu đâu. Chị Lê Thị Dần có vượt qua được vòng 5 và giành giải thưởng cao nhất 150 triệu đồng. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa. 60 giây, vòng 5 và 150 triệu. Thời gian bắt đầu. Anh Trấn Thành, anh nhìn thẳng vào mắt em đi. Anh nói với em một tiếng là có còn yêu em nữa không? Nhìn cái một hột mặt của anh biến dạng là em biết ngay là anh không thương yêu em nữa rồi. Anh chê em có đôi mắt bắn nỏ đúng không? Em nói thật, mắt em mà không lé thì cái làng này cũng không ai đẹp hơn em. Nhưng mà anh ạ, em cũng chả sống được mấy nữa. Hôm vừa rồi em đi bệnh viện, bác sĩ khoa chúng khám cho em, nói là cái tim gan phổi mật của em đã biến dạng hết rồi. Bác sĩ phỏng đoán là em bị bệnh ung thư tóc. À, mà đến bây giờ là đến cái giai đoạn 7 rồi. Huyết áp thì tăng cao, coi như là cứ 220 kW. Đấy, bác sĩ kéo mãi cũng không xuống được anh ạ. Thôi thì trước khi chia tay thì anh cứ cười đi. Cười nhưng mà cười tử tế vào, đừng có cười như thế, răng mới nhe ra như thế này này. Chứ cười mà khít như thế người ta lại biểu anh là tí bò cứt sắt. Đấy, anh là cứ phải cười thoải mái lên đi, anh để cho em ra về hai bàn tay trắng à. Thời gian rồi.